Trong cuộc sống hiện đại, thời trang nhanh, thuật ngữ mô tả những bộ trang phục bắt kịp ý tưởng về kiểu dáng từ sàn trình diễn thời trang danh tiếng đắt đỏ được sản xuất hàng loạt với giá rẻ hơn đã quá quen thuộc với đại đa số người tiêu dùng bình dân. Vì các lợi thế đáng kể nói trên, sức mua của người tiêu dùng dành cho mặt hàng thời trang là quần áo giá rẻ tăng lên mỗi năm. Thưa quý vị, ngày nay chỉ với vài trăm nghìn đồng thì chúng ta đã hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình những cái bộ đồ thời trang vừa ý. Và nếu như may mắn rơi vào cái thời điểm sale hay là giảm giá thì chúng ta có thể mua đồ với giá là vài chục nghìn đồng. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi mà tủ áo của chúng ta đầy lên và nếu như chúng ta không sử dụng chúng nữa thì số quần áo này sẽ đi về đâu? Bây giờ về quần áo bây giờ nó nhiều mẫu mã mà giá thì rẻ. Bây giờ là mua hàng về mua. Theo em thì hầu hết người dân Việt Nam thì mới quan tâm đến vấn đề mua, mặc và giá cả. Còn về những bộ đồ mà họ đã qua sử dụng, họ không dùng được nữa thì em nghĩ họ vẫn chưa có một cách giải quyết triệt để. Em thấy việc đó khá là phung phí và giới trẻ nên xem lại mức độ quan trọng của việc mua đồ quần áo nhanh có thực sự cần thiết hay không ạ. Với chị Phan Thị Thủy ở thành phố Vinh, dù đã cân nhắc trước khi mua sắm quần áo, chị vẫn không thể chối bỏ được thực tế rằng số lượng quần áo dư thừa trong gia đình mình mỗi mùa lại tăng lên. Và lúc này, tặng lại cho người thân hoặc bạn bè là một cách để tránh lãng phí. Tiêu chí lựa chọn quần áo cho gia đình thì là cũng vẫn là mặc theo thời trang, nhưng mà mỗi đồ thì cũng mặc được 1-2 năm. Còn những cái đồ mà mình không mặc nữa thì là em sẽ gói ghém lại để cho người thân ở nhà, mà những người họ đang cân ấy. Thực tế, số quần áo cũ được tái sử dụng mỗi năm không nhiều như kỳ vọng. Thời trang nhanh đang vấp phải sự chỉ trích của các nhà hoạt động môi trường khi theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc vào năm 2019, ngành công nghiệp thời trang may mặc gây ra 20% tổng lượng nước thải độc hại trên toàn cầu. Chưa kể, thói quen mua vội và vứt bỏ nhanh của người tiêu dùng đang khiến cho diện tích các bãi rác thời trang ngày càng mở rộng ở nhiều quốc gia. Về bản chất của các cái sản phẩm tổng hợp, đặc biệt là có nguồn gốc mà chúng ta có thể nói là giống như là ni lông ấy, thì cái quá trình sản xuất có thể là rẻ, đáp ứng được cái nhu cầu để làm thời trang. Tuy nhiên thì cái quá trình phân hủy của nó thì lại là một vấn đề rất là đau đầu. Đặc biệt là cái thời gian ấy để mà phân hủy các cái sản phẩm mà có nguồn gốc có nhựa thì nó có thể lên đến vài trăm năm, thậm chí đến nghìn năm. Với những tác động khó lường lên môi trường sống của con người hiện tại và cả trong tương lai, đã đến lúc người tiêu dùng cần chọn lọc kỹ sản phẩm thời trang, ưu tiên dùng quần áo có chất liệu ít hoặc không độc hại. Thói quen tiêu dùng xanh không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp bảo vệ môi trường hiệu quả.